Dạ vâng ạ, em Luân xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cô anh em trong clip tiếp theo này. Thì Luân xin được trân trọng kính mời các bác cũng như tất cả quý anh chị em sẽ cùng đón xem và tham khảo những quả loa súp hơi đơn hàng mới tinh nguyên hộp xốp do công ty JBL sản xuất. Những quả loa súp hơi đơn sử dụng đó là bát 50 từ 19 coi 8.0 hàng full xốp sách anh em nhé. Giá của em Luân đưa ra là đảm bảo sẽ là tốt nhất cho các bác của anh em, kể cả mọi người mua hay là tham khảo. Thưa các bác của anh em xin được báo giá luôn, vì có nhiều các bác là chưa xem được hết đúng không ạ, đã comment hỏi giá. Thì thưa các bác của anh em nhé, một quả loa súp hơi đơn JBL ZX118S sở hữu bát 50 mới tinh này, thì em Luân xin được chào bán với giá là 15 triệu đồng trên một quả. Giá trên em chào bán tại cửa hàng các bác nhé. ZX118S, ZX100. Đó. Các bác cùng xem nhé. Đó, mới tinh, nguyên xốp sách. Không bao giờ phải lo gọi là hàng đẹp bao nhiêu phần trăm đúng không các bác? Đó. Full xốp. Tất cả full xốp các bác nhé. Và em Luân chuyên loa JBL lúc nào cũng mong muốn là sẽ có đầy đủ và nhiều hàng để phục vụ toàn thể các bác. Với model ZX118, ZX100 này thì các bác sẽ sử dụng những con đẩy có công suất khoảng từ 800W tới 1000W một kênh, nội trở 8 ohm các bác nhé. Sử dụng con đẩy khoảng 800 đến 1000W 8 ohm. Quá đẹp luôn. Đó, anh em yên tâm không phải suy nghĩ đúng không ạ? Giá 15 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Em có thể ship hàng đến khắp mọi miền tổ quốc. Ví dụ như là ship xe khách thì giá tiền khác, ship bưu điện thì giá tiền khác. Anh em nào muốn nhanh em ship xe ôm hoặc taxi đúng không ạ? Còn ship qua công ty vận chuyển thì nó sẽ mất thời gian hơn và em sẽ phải đóng xốp đầy đủ các bác nhé. Hàng mới tinh các bác nhé, hàng xịn, hàng chính hãng của JBL. Và những quả súp của em đợt này là made in Mexico các bác nhé. Tất cả đều là made in Mexico. Đó. Số lô, mã vạch đầy đủ. Các bác của anh em xem. Cảm ơn toàn thể các bác nhé. Các bác của anh em gọi điện sớm cho em. Số lượng không có nhiều. Em còn tổng 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14. 14 với một quả em bóc bên ngoài là 15 quả các bác nhé. 15 quả nữa là nó không còn hàng các bác nhé. Các bác của anh em liên hệ thật sớm cho em để sở hữu. Thứ nhất là mua sớm dùng sớm. Thứ hai là giá vô cùng hợp lý trong những ngày này. Em cảm ơn toàn thể các bác. Em hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Số điện thoại em Lân 0365888988, 0368891555, hoặc có đến trực tiếp cửa hàng em ở dưới chân cầu Bình, khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.